Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Vũ Thắng Media đang có mặt tại Nhật Bản để tắm onsen. Onsen dịch ra tiếng Việt tức là suối ấm đấy các bạn. Thì đây là một cái kiểu tắm suối khoáng nóng truyền thống của Nhật Bản. Onsen thì có nhiều dạng khác nhau, bao gồm cả tắm ngoài trời này và trong nhà. Bồn tắm thì có thể là công cộng hoặc riêng tư, và đặc biệt có cả tắm tiền đấy nha. Anh em về tập gym đi. Tắm khoáng onsen thì có tác dụng với một số bệnh mãn tính nhờ cộng hưởng của ba phương pháp trị liệu thủy, nhiệt và khoáng chất, giúp lưu thông khí huyết hiệu quả, cải thiện đau nhức xương khớp. Video của mình thì sẽ được chia thành 4 phần để chúng ta khám phá nhé. Phần 1 thì mình sẽ bay flycam để các bạn cảm nhận được cái khu vực Ioko onsen từ trên cao. Phần 2 là ăn trưa ở đây thì có những cái gì nào. Phần thứ 3 là các thứ cần chuẩn bị trước khi mình đi tắm. Thứ 4 là phần chiêm ngưỡng khu vực onsen từ dưới mặt đất. Thứ 5 là tham quan biệt thự onsen có hệ thống khoáng nóng dẫn vào tận nhà các bạn nhé. Và thứ 6 là đi tắm. Ở đây có cả tắm tiên đấy anh em nha. Cuối clip thì mình sẽ bật mí về cái vị trí khu vực Ioko onsen và tắm tiên. Anh em nhớ xem hết clip nha. Nào, cùng Vũ Thắng Media khám phá Ioko onsen Nhật Bản các bạn nha.
đúng vào nghề của em. Sếp tôi. Đó, có cái phiếu ăn này. Đang có mặt tại Nhật Bản. Ôi, thời tiết ở bên Nhật Bản lạnh quá. Thế các bạn thân mến, thì nếu các bạn chưa biết ở Nhật lạnh như nào thì mời các bạn bay ngay sang đây cùng anh em tôi đi nhập đường xếp như này. Và bây giờ các bạn sẽ đi trải nghiệm một trong những điều rất là tuyệt vời của văn hóa Nhật Bản, đó là onsen tắm băng nóng. Nếu các bạn có dịp hãy đến trải nghiệm cùng với lại onsen, các bạn sẽ được trải nghiệm những cái khung bậc cảm xúc khác nhau, cũng như là tại sao văn hóa tắm onsen lại được một trong những văn hóa rất là nổi tiếng tại Nhật Bản và được duy trì rất nhiều năm, cũng là một trong những nơi mà gìn giữ sức khỏe cho người Nhật rất là tốt. Thì ngày hôm nay Vũ Thắng Media cũng như là Tuấn Manosa sẽ trải nghiệm cho các bạn thấy. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cố gắng xem đến cuối video rồi mình có một cái điều bí mật để bật mí cho các bạn nhé. Ok. Như thế nào, như thế nào. Tập trung lại thì nó
331 là cái gì anh? Là cái số tử của anh ạ. À. Dạ vâng, thì cái số tử của anh check cái vòng vào cái kia sang là để... À rồi, vâng, em hiểu rồi. Đó, họ rất là thông minh. Cái vòng tay này này, thì để check vào mỗi khi mà bạn vào một cái phòng nào thì bạn sẽ check thì bạn tìm được cái mã tủ của cái đấy. Rất là hay luôn. Khi các bạn check mã số ở ngoài cái bảng đồng hồ này nhé, thì các bạn tìm được nó có một cái mã số cho mình 0311 thì mình tìm đúng cái tủ quà này là mình bấm này. Toàn anh em nha, đấy mọi người được một cái túi này nha, mọi người nhớ nhá. Khi mình mà đến Tân ấy, mình sẽ có một cái túi quần áo này để mình cầm đi. Đó, trong cái túi này nhá, thì có một cái áo kimono này, đó. Một cái khăn tắm này, hai cái khăn tắm các bạn nhé. Đó, rất là chu đáo luôn. Và một quyển sách hướng dẫn. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì Vũ Thắng Media đang có mặt tại Nhật Bản, một cái khu để tắm suối khoáng vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản các bạn nhé. Các bạn sẽ trải nghiệm ở đây nó vô cùng tuyệt vời. Thời tiết ở Nhật Bản lạnh quá, mình cảm giác như là tháng 2 Nhật Bản tuyết rơi phủ kín bầu trời luôn, rét vô cùng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tắm cùng với đồng đội. Okay. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Các bạn cuối video mình sẽ bật mí lại cho các bạn biết là đây là một cái địa điểm của Nhật Bản nhé. Ok rồi. Đây là sơ đồ rồi. Rồi. Kịp giờ ấy. Tiêu cơm chứ gì đấy. Dạ không kịp giờ ấy. Rất là nhiều thời gian. Thank you.
khai một tí thôi. Xem đến cuối video để mình bật mí chân địa điểm này là cái chỗ nào mà ở Nhật Bản mà nó lại đẹp như thế. Nắm thích lắm. Phòng này mà trong tuần ra là 1.4, còn cuối tuần ra là 1.9.
dịch như là đó, đây là giá niêm yết bình thường sẽ là như thế luôn, 10.4 ngày thường và 7.9 cuối tuần. Đó. 7.9 một đêm nhá các bạn nhá. Ừ. Thank you.
liên tục cái nước đấy không? Nó sẽ bơm nước vào liên tục để anh sử dụng. Tức là ta luôn có nước sạch để sử dụng. Nước sạch đấy. Đúng rồi. Những cái chỗ mà mình tắm thì sao? Chỗ khác cũng thế thôi. Khi mà trước khi khách hàng đến sử dụng ạ, là ca đêm bắt đầu phải rửa sạch tất cả mặt bể. Sau đó là chúng em sẽ mất khoảng tầm 3 tiếng để chuẩn bị để cho các anh chị có thể sử dụng được cái nước vàng đó. Okay, và nước bên đó thì cũng giống bên này thôi, thì luôn có, nó sẽ có hệ thống lọc lớn. Tại vì có quá nhiều khách hàng tắm đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cũng sẽ phải có hệ thống lọc để em lọc liên tục để cho cái nguồn khoáng nó sạch để anh chị sử dụng. Ok. Cảm ơn nhé. Cái nguồn cờ lo thì ở trong cái nước khoáng của em nó có chứa khá là nhiều brom. Brom thì cái mùi của nó lại
lại tương tự cái mùi clo, nên là đôi khi anh chị, một là anh chị có thể ngửi thấy cái mùi bồ lôm, hai là khi mà chúng em vệ sinh bể ạ thì đâu đó nó sẽ có rêu và cũng sẽ cầm ít clo để làm sạch bể, có thể là đâu đó nó cũng còn lại một mùi anh chị có thể ngửi thấy. Tuy nhiên là cái hàm lượng clo đấy thì nó vẫn cái trong cái đảm bảo cho phép của chúng em để không gây dị ứng da đối với khách hàng. Làm cơ ở Nhật cảnh đẹp thật, quá là đẹp luôn. Các bạn nhớ đấy, nhớ là cuối video mình sẽ bật mí cho các bạn biết là mình đang ở cái vị trí nào ở Nhật Bản nhá. Ở đây nghỉ dưỡng thì siêu pro, một cái phòng lớn đấy thì giá là khoảng 7.4 triệu trong ngày thường, được 2 giường, mỗi giường 2 người. Còn ngày cuối tuần ấy, thì là 7.9 triệu các bạn nhé, giá cũng vô cùng ngon bổ rẻ. Nước ở đây thì được luân chuyển liên tục, trước khi có khách đến thì hệ thống điện tân họ sẽ vệ sinh trước đó 3 tiếng để nước luôn luôn là nguồn nước mới cho các bạn, cho khách trải nghiệm. Thành niên đi tí nữa còn mỏi hết rồi.